hoa bưởi là biểu tượng của sự thật thà còn trong tình yêu hoa tượng trưng cho một tình yêu trong sáng hoa bưởi có rất nhiều công dụng hữu ích trong cuộc sống hoa bưởi được rất nhiều người ưa dùng không đơn giản vì nó thơm và đẹp mùi hương bưởi giúp giải cảm thư giãn giảm stress giải rượu giúp tỉnh táo minh mẫn kích thích mọc tóc tóc óng mượt hoa bưởi còn là một vị thuốc tốt có tác dụng chữa ho đờm đau dạ dày đau đầu do mệt mỏi hoa bưởi được trưng cất làm nước hoa hay dùng nó để gội đầu tắm rửa sông hơi đều rất tốt. Hoa bưởi dùng để ướp hương cho trà và bánh kẹo, ướp mía, bột sắn dây. Hoa bưởi không chỉ được dùng để tặng, để làm các bài thuốc, mà hoa còn được chiết xuất để làm tinh dầu, một loại tinh dầu rất tốt cho tóc. Tinh dầu hoa bưởi giúp bạn có một mái tóc đẹp óng mượt và dày hơn. Dầu gội hoa bưởi với mùi thơm dịu dàng từ hoa bưởi, không hăng nồng mà thoang thoảng tạo cảm giác thư thái, dễ chịu đảm bảo giúp da đầu êm dịu chỉ sau một vài lần gội. Hoa bưởi thường nở rất nhiều vào tháng 3 dương lịch vào những ngày này khi đi vào những con đường của thành phố hà nội bạn sẽ phải thốt lên trong ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp dịu dàng và màu trắng tinh khôi của hoa tầm sau tết nguyên đáng của việt nam chúng ta thì cũng là lúc những cây hoa bưởi đua nhau nở hoa những chùm hoa trắng tinh khiết cùng mùi thơm ngây ngất có mặt khắp các con phố của hà nội